Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric chủ nhân của YouTube channel Hỏi Sơn IT. Trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta khi người dùng login vào thì chúng ta đã có thể gửi một cái token về cho gọi là người dùng của chúng ta rồi. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tìm hiểu một khái niệm mới đối với thằng Node.js nha, đây chính là middleware. Việc chúng ta tìm hiểu ở đây sẽ là tiền đề để giúp chúng ta hôm sau chúng ta sẽ cần phải xác thực được cái token của người dùng gửi lên cho các bạn. Thì câu hỏi đầu tiên đây chính là ở đây thì mình sẽ chạy con gọi là con Node.js của chúng ta lên nha các bạn. Việc mà chúng ta dùng middleware thì chủ yếu gọi là nó chạy ở phía server side thôi. Ở phía client của chúng ta không có khái niệm middleware nha các bạn. Hôm trước thì đối với thằng Axel thì chúng ta có một thằng có tên là Interceptor, tức là một cái người giống như là một người đứng giữa các bạn, thì thằng middleware nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì điều đầu tiên thì các bạn sẽ quay vào cái file, các bạn sẽ sửa cho mình trong cái file server.js nha, các bạn sẽ mở file này lên cho mình. Thì điều đầu tiên đấy các bạn thấy rằng là từ trước đến giờ ấy, đối với cái gọi là đối với server của chúng ta, nếu như rằng là mình nhập vào một cái đường link như thế này thì nó gọi là nó sẽ hiện ra một cái là cannot get, đúng không các bạn, tức rằng là chúng ta không thể không ra cái gì cả. Bây giờ thì mình sẽ cho nó một cái gọi là 404 not found nha các bạn. Thì làm sao để có thể làm điều đấy? Thì các bạn sẽ quay vào cái con gọi là các bạn sẽ quay vào con backend của chúng ta và các bạn sẽ lăn chuột xuống cuối cùng nha. Ngay trước khi mà cái app.listen này các bạn này, các bạn sẽ cho mình một cái đấy chính là app.use. Các bạn sẽ cho mình một cái đấy chính là request. Các bạn sẽ cho mình hai biến đấy chính là request và response, và các bạn sẽ đánh ra cho một cái. Ví dụ ở đây thì mình sẽ là return response.send nha các bạn, .send một cái đấy chính là 404 not found. Đấy. Ví dụ mình code như thế này nha các bạn chỉ code đi để cho chúng ta chạy được cái đã, rồi chúng ta sẽ quay lại chúng ta tìm hiểu xem là tại sao chúng ta như vậy nha. Rồi thì như vậy rằng là con backend của mình nó đang restart lại rồi, và bây giờ mình quay lại mình refresh các bạn này. Đấy, các bạn thấy rằng là ít nhất bây giờ chúng ta vào một cái đường link bất kỳ và các bạn nhấn enter thì chúng ta ra được cái chữ 404 not found. Ví dụ như rằng là mình vào thằng user thì nó quay lại rồi, và mình quay lại một cái đường link bất kỳ thì nó là 404 not found. Thì như vậy rằng là việc làm vừa rồi của chúng ta để chứng rằng là chúng ta đã handle cái trường hợp gọi là không tìm thấy tra, đúng không các bạn? Thì tại sao mà chúng ta lại code gọi là nói dị như vậy? Các bạn thấy rằng là chúng ta code ở đây thì chúng ta có một cái ở đây thì tại sao mà chúng ta chúng ta kệ nó đi. Mình không quan tâm đến cái console này nha các bạn. Các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái hàm khá chỉ là lạ, để chính là app.use các bạn này. Thì việc các bạn dùng một cái middleware đối với thằng Express đấy các bạn, tức rằng là các bạn dùng với framework Express đấy, thì mỗi một lần mà các bạn dùng keyword use ấy, tức rằng là chúng ta dùng keyword use đây các bạn này, thì thằng Express nó tự động hiểu cho các bạn rằng là đây là một middleware nha các bạn. Một middleware thì chính là việc nó sẽ can thiệp vào cái gọi là mỗi một lần các bạn gửi request lên server, hoặc rằng là mỗi một lần các bạn nhận response về, thì thằng middleware nó sẽ là thằng đứng giữa nha các bạn, tức rằng là nó sẽ chặn ở giữa. Các bạn thấy rằng là ở trên cái đống rau của chúng ta đây các bạn này, bản chất của chúng ta rằng là chúng ta khai báo các web rau ở đây thì nó sẽ quét từ trên xuống dưới nha các bạn, nó sẽ chạy code từ trên xuống dưới thì nó quét rằng là không có cái rau nào nó map thì nó sẽ chạy đến cái hàm cuối cùng nha các bạn. Các bạn thấy rằng là trong cái hàm cuối cùng này thì nó sẽ return cho các bạn một cái đấy chính là 404 not found. Thì như vậy rằng đây chính là cái hàm của chúng ta nha. Thì các bạn hiểu rằng là middleware chính là thằng đứng giữa. Thì đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp nha các bạn. Đầu tiên đây gọi là một cái middleware đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ code như thế này. Các bạn sẽ code như thế này cho mình nha. Đấy chính là chúng ta cũng code tương tự. Tuy nhiên rằng lần này chúng ta in ra cái host chúng ta sử dụng này, cái đường link chúng ta vào và cái method chúng ta sử dụng nha các bạn. Rồi, mình sẽ thêm một cái thằng này ở phía trên thằng này nha các bạn. Đây này, chúng ta thêm thằng này ở phía trên nha, không phải là thêm phía dưới đâu các bạn. Rồi, và mình sẽ quay lại đây. Mình sẽ refresh này các bạn. Đây, các bạn thấy rằng là nó quay 10 vòng trái đất này. Nó quay 10 vòng trái đất nha. Rồi, mình sẽ quay lại cái con sở đó log của chúng ta. Các bạn thấy cho mình rằng là bây giờ chúng ta đã có một cái được chính là check new request này. Đây chính là cái dòng chữ gọi là cái dòng chữ mình log ra này. Cái host của chúng ta là localhost này. Cái path của chúng ta chính là cái đường link mình nhập bừa ấy. Cũng như rằng là mình là method get nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại với thằng user các bạn này. User. Các bạn thấy rằng là quay lại thằng user thì nó không có vấn đề gì cả, trong khi rằng là cái thằng của chúng ta đấy các bạn này, cái thằng lúc nãy của chúng ta gọi là khi mà các bạn gõ bừa một cái đường link ấy thì nó lại bị quay 10 vòng trái đất, nó không ra cái 404 not found nữa. Thì cái việc chúng ta vừa sử dụng đấy chính là một middleware nha các bạn. Các bạn thấy rằng là việc các bạn sử dụng thằng middleware nó sẽ chạy từ trên xuống dưới nha. Ở đây thì mình sẽ tắt cái thằng frontend của chúng ta đi bởi vì rằng là chúng ta không dùng. Rồi, các bạn thấy rằng là ví dụ cái đống code này nha. Ví dụ đống code này, mình cắt đống code này và mình sẽ khai báo ngay phía trên gọi là ngay phía trên thằng web nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ gọi là xem sự thay đổi nha. Mình nhấn Ctrl S cho nó gọi là nó chạy lại code của chúng ta lại rồi này. Thì nó đang chạy lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay lại và mình sẽ vào lại cái thằng user nha các bạn. Chúng ta sẽ vào lại trang user. Ui, các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta cũng không vào được trang user nữa và nó quay 10 vòng trái đất rồi các bạn này. Thì các bạn hiểu cho mình một điều đấy chính rằng là việc các bạn sử dụng một cái đây này các bạn này, chúng ta đã có được vào cái trang user rồi này. Chúng ta đã chạy đến đây rồi.
Tuy nhiên rằng là nó đứng tại đây luôn các bạn này, nó bị stuck ở đây và nó không chạy tiếp, thì các bạn hiểu nôm na rằng là thằng middleware nó đã chen chân vào rồi đúng không các bạn? Tức rằng là trước khi các bạn gửi phản hồi về, tức rằng là sau khi mà cái request của các bạn lên server rồi đúng không, thằng express nó đã nhận được cái request rồi. Tiếp sau đấy thì nó sẽ chạy vào cái middleware của các bạn và nó sẽ không chạy vào cái response của các bạn nha, bởi vì rằng là trong cái đống này chúng ta không quy định rằng là phải gửi phản hồi về như thế nào đúng không các bạn. Thì bây giờ thì đúng một cái middleware chuẩn đấy các bạn, nó sẽ có một tham số tiếp theo để chính là next nha các bạn. Tức rằng là ngoài cái tham số request, response và next thì bây giờ thì mình sẽ thêm cái hàm next ở cuối cùng nha các bạn. Đây thì nó sẽ hiểu rằng là sau khi mà các bạn đã thực hiện cái thao tác này rồi ấy, thì những cái việc làm gì tiếp theo nó sẽ tự động chạy tiếp, tức rằng là mày tao làm xong việc rồi, next đi, tức rằng là mày chạy tiếp đi. Tức là sao? Tức rằng là sau khi mà các bạn đã chạy vào cái middleware này rồi thì đống code ở dưới này của chúng ta nó sẽ được thực thi nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ quay lại và cái thằng user các bạn này, các bạn refresh này. Đấy, nó chạy ngon lành cảnh nào đúng không? Và nếu như rằng là mình vào cái 404 alpha các bạn này, nó vẫn chạy bình thường, thì như vậy rằng là thằng middleware các bạn thấy rằng là nó đã chen chân rồi đúng không? Thì bây giờ thì tại sao chúng ta lại cần học thằng middleware này? Đấy chính là hôm sau đấy các bạn, khi mà chúng ta học về thằng JWT đấy các bạn, chúng ta sẽ viết một cái hàm, tức rằng là chúng ta sẽ check quyền trước đúng không các bạn? Các bạn thấy rằng là ví dụ như rằng là những cái route của API này các bạn này, các bạn muốn rằng là chỉ người dùng đã đăng nhập rồi chúng ta mới có quyền qua API thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ viết một cái middleware, sau đấy chúng ta sẽ gọi nó nha các bạn. Thì ở đây nếu như rằng là nó thỏa mãn thì chúng ta sẽ cho next, còn nếu mà nó không thỏa mãn thì chúng ta sẽ return một cái message rằng là 404 not found chẳng hạn, hay rằng là bạn không có quyền chẳng hạn. Thì như vậy rằng đây chính là cái middleware nha các bạn. Tức rằng là các bạn hình dung rằng là chúng ta có hai thằng, đấy chính là request. Các bạn thấy rằng là cái con đường của chúng ta đấy chính là request và response. Đây gọi là con đường truyền thống đúng không các bạn? Các bạn gửi một cái request lên server và cái server của chúng ta nó sẽ gửi phản hồi về cho các bạn. Còn ở đây khi các bạn dùng thằng middleware thì request của chúng ta sẽ đến middleware. Sau đấy, sau khi middleware rồi, middleware. Sau khi mà đã chạy middleware rồi, chúng ta mới nhận lại phản hồi như các bạn. Nếu như rằng là các bạn bị chặn tại cái bước gọi là middleware thì coi như rằng là nó chẳng bao giờ nó chạy vào cái nơi gọi là chúng ta trả ra response, trả ra phản hồi đúng không các bạn? Thì đây gọi là tác dụng của một thằng middleware nha. Thì để cụ thể hơn nha, thì mình sẽ vào trong cái file API và mình sẽ viết một cái middleware trong đấy nha các bạn. Rồi, mình sẽ xóa cái đống code này đi. Ở đây thì mình chỉ minh họa thôi và mình sẽ xóa cái này đi. Hôm trước thì chúng ta đã sử dụng một cái middleware rồi đấy các bạn, đây chính là thằng body parser đấy các bạn này. Việc các bạn sử dụng cái thằng body parser này nó giúp các bạn gọi là trước khi mà các bạn chạy vào từng cái route đúng không, thì cái data của chúng ta đã được xử lý rồi, thì đây gọi là tác dụng của thằng middleware nha, nó đã can thiệp rồi đấy các bạn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào, ở đây thì mình sẽ xóa cái gọi là, ở đây thì mình sẽ để lại cái 404 not found như các bạn. Như vậy thì đây chính là một cái middleware. Nếu như rằng đây các bạn này, nếu như rằng là các bạn cắt cái 404 not found, các bạn cắt bên phía trên nha, trước cái đống route chúng ta khai báo ấy, đây các bạn sẽ nhìn nha. Thì bây giờ thì cái process của mình nó đang chạy lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái trang user các bạn, mình sẽ vào trang user các bạn này. Đây. Đấy. Các bạn thấy rằng là nó vẫn là 404 not found này, và các bạn quay lại đây này. Các bạn thấy rằng là nó không có gì cả. Các bạn lưu ý rằng là nguyên tắc sử dụng gọi là thằng middleware nó sẽ chạy từ trên xuống dưới nha các bạn. Và các bạn thấy rằng là trong cái middleware này nó đã có cái hàm gọi là trả về phản hồi rồi. Thì các bạn lưu ý rằng là khi mà các bạn khai báo như thế này thì nó sẽ chạy theo nguyên tắc là thằng nào đến trước tao chạy trước, thằng nào đến sau tao sẽ gọi là, nếu thằng đến trước nó đã trả kết quả rồi thì thằng sau sẽ không được chạy nha các bạn. Bởi vì rằng là cái hàm này của chúng ta đã return cái phản hồi rồi, thành ra rằng là cái đống rao của chúng ta nó sẽ không phản hồi lại nữa nha các bạn. Thì đây gọi là nguyên tắc khi các bạn gọi là các bạn sử dụng thằng middleware nha. Thành ra rằng là bắt buộc cái gọi là cái web 404 not found các bạn phải khai báo sau cùng, giống hệt như việc rằng là các bạn khai báo rao đối với thằng React ấy. Chúng ta sẽ khai báo cái page gọi là 404 not found ở sau cùng nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào bên trong thằng API nha. Chúng ta sẽ cụ thể chúng ta sẽ vào bên trong cái thư mục route vào bên trong thằng API này. Thì ở đây thì mình sẽ viết một cái con sư tử nha các bạn. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã có một biến áp như thế này rồi. Thì ở đây thì mình sẽ viết một cái con sư tử nha. Ở đây thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải ở đây thì mình sẽ cần phải viết một cái hàm nha các bạn. Ngay trong cái hàm này mình sẽ viết một cái con sư tử. Con sư tử đây chính là test middleware nha các bạn. Test middleware. Ở đây thì chúng ta không thể làm như thế này được, bởi vì rằng là chúng ta không có. À rồi, ở đây thì mình sẽ viết cái hàm test middleware ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ viết một cái hàm test middleware ra ngoài, test middleware các bạn này, test middleware. Và bên trong cái hàm này mình sẽ truyền vào ba biển, đấy chính là request, response và next nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình rằng là đối với một middleware chúng ta sẽ có ba biển này nha. Rồi thì ở đây thì mình chỉ đơn giản rằng là mình có sở đó log thôi nha các bạn. Mình sẽ có sở đó log này, calling me, calling I middleware. Đấy, ví dụ mình có một cái hàm đơn giản như thế này thôi. Thì ví dụ như các bạn bây giờ mình sẽ test lại cái API login hôm trước của chúng ta nha. Các bạn thấy rằng là thông thường ấy, các bạn sẽ gọi như thế này.
Thì bây giờ trước khi mà mình cho các bạn vào cái hàm gọi là vào cái controller của chúng ta, mình sẽ gọi luôn cái hàm gọi là test middleware của chúng ta ở đây nha các bạn đây. Mình sẽ gọi cái hàm này của chúng ta. Các bạn lưu ý rằng là ở đây thì mình không truyền vào, mình không có dấu đóng ở ngoặc. Nhưng các bạn có dấu đóng ở ngoặc thì nó sai. Chúng ta sẽ tham chiếu nha. Đây. Rồi. Thì bây giờ mình đã có một cái đấy chính là test middleware ở đây và nó đang chạy lại code của chúng ta các bạn này. Thì cái dự án của chúng ta nó đang chạy lại rồi. Và bây giờ mình sẽ dùng Postman nha các bạn, cái đường link login của chúng ta, và mình nhấn nút send các bạn này. Các bạn thấy rằng là sending request không hề có phản hồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ quay lại, các bạn thấy rằng là calling a middleware chúng ta đã in được rồi. Tuy nhiên rằng giống hề như lúc trước, nếu như rằng là các bạn không cho nó đi tiếp ấy, thì nó sẽ gọi là đứng ở đấy luôn. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn cho đi tiếp, chúng ta sẽ cho nó là next nha các bạn đây. Nếu mà các bạn muốn cho đi tiếp, chúng ta sẽ gọi đến hàm next nha. Đây. Rồi, mình nhấn Ctrl S nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ test lại nha, cái dự án của chúng ta đang chạy lại rồi này. Thì bây giờ mình sẽ gọi lại, các bạn mình sẽ nhấn nút send các bạn này. Các bạn thấy rằng là mọi thứ nó hoạt động bình thường rồi đúng không? Nếu như rằng là mình check cái console, nó đã gọi là nó log ra câu lệnh query, cũng như rằng là calling a middleware, nó đã có check ở đây rồi. Thì các bạn hiểu nôm na rằng là hôm sau ấy, chúng ta sẽ viết một cái middleware. Chính xác rằng là chúng ta sẽ viết, tức rằng là thay vì cái test middleware, chúng ta sẽ viết là JWT middleware. Tức rằng là trước khi mà gọi là cái request của các bạn nó chạy được đến controller, thì nó sẽ chạy vào cái middleware đầu tiên nha các bạn. Nó sẽ chạy vào đây. Chúng ta nếu như rằng là, ví dụ các bạn check nha, if các bạn sẽ check rằng là nếu mà không tồn tại cái user đúng không, thì ở đây các bạn sẽ return response.send chẳng hạn. Ví dụ ở đây thì mình sẽ cho là if là true nha các bạn. Tức rằng là mình sẽ chọn if là true nha. Tức rằng là nó luôn chạy vào hàm này để mình minh họa cái trường hợp đấy. If là true thì mình sẽ là respond.send một cái là reject middleware. Đấy, ví dụ như rằng là các bạn vào cái gọi là các bạn truyền lên một cái token không hợp lệ đúng không, thì chúng ta sẽ vào cái này. Đấy, mình sẽ nhấn Ctrl S nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ vào đây và mình sẽ cần phải test lại cái gọi là cái thằng Postman của chúng ta nó đang chạy lại rồi này. Và mình sẽ nhấn nút send cho các bạn. Các bạn thấy rằng là reject middleware. Thì như vậy rằng là nôm na rằng các bạn có thể hiểu rằng đây chính là ý tưởng đứng sau tại sao chúng ta cần thằng middleware nha. Tức rằng là trước khi các bạn gọi là thực thi, các bạn trả về phản hồi cho người dùng, chúng ta sẽ can thiệp vào cái gọi là cái cuộc chơi đứng giữa nha. Thì đây gọi là người thứ ba nha các bạn. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn, chúng ta đã tìm hiểu về thằng middleware rồi. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc, cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì, thì các bạn đừng ngần ngại chữ comment ở dưới video để cho mình biết nha. Ở đây thì mình sẽ gọi là review luôn các file thay đổi. Các bạn thấy rằng là trong file server của chúng ta, mình đã tạo thêm một cái gọi là một cái middleware khá chỉ đơn giản để chúng ta có thể gọi là handle cái trường hợp 404 not found nha các bạn. Thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta thêm vào cuối cùng nha. Một khi mà bởi vì rằng là theo cái nguyên tắc ở đây thì mình sẽ viết lại cho các bạn dễ hình dung nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có, đây chính là request được made các bạn này. Request gọi lên server thì nó sẽ chạy đến middleware. Sau khi mà chạy đến middleware rồi thì nó sẽ chạy đến response nha các bạn. Thì các bạn hiểu nôm na rằng middleware như cái tên gọi của nó luôn là người đứng giữa nha các bạn. Đây, middleware là người đứng giữa. Mình sẽ comment lại nha. Đấy. Các bạn thấy rằng là nếu mà thằng, các bạn hiểu rằng là nó giống như là một cái mũi tên quay một cái vòng tròn đấy các bạn. Nếu như thằng middleware nó đã trả ra kết quả rồi thì gọi là chúng ta không cần thằng response nữa đúng không các bạn. Còn nếu như rằng middleware nó cho đi tiếp thì chúng ta mới đến được thằng response, tức rằng là cái cách chúng ta trả về data truyền thống ấy. Thì đây gọi là mô hình hoạt động của nó nhá. Ngoài ra thì trong cái file api.js thì các bạn thấy rằng là mình đã viết một cái hàm test middleware rồi nha các bạn. Thì hôm sau cách làm của chúng ta đấy chính là chúng ta sẽ thêm ngay vào đây nha các bạn. Các bạn hiểu rằng là nó chạy theo nguyên tắc từ trên xuống dưới đúng không? Nếu như rằng là nó đứng lại chỗ thằng test middleware thì cái hàm API của chúng ta không được chạy nữa nha các bạn. Tức rằng là nó không thể can thiệp vào database của chúng ta nữa đúng không? Thì đây gọi là ý tưởng đứng sau việc làm của chúng ta nha. Thì đây chính là tất cả những file mình thay đổi trong video này nha.